Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động công thương của báo Công thương, bản tin số 29 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác châu Âu, châu Mỹ. Kinh tế Việt Nam sẵn sàng phục hồi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn. Đẩy mạnh chế biến sâu rau quả, nâng cao giá trị xuất khẩu. Doanh nghiệp nỗ lực kiềm tăng giá hàng hóa. EVN NPC tiếp tục lan tỏa chương trình tiết kiệm điện. Nhằm tăng cường mối quan hệ song phương, ngày 7 tháng 4 vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình gặp gỡ đối tác châu Âu, châu Mỹ năm 2022 với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cùng đại diện của 37 cơ quan ngoại giao của các quốc gia trong khu vực, các tham tán kinh tế thương mại, các hiệp hội, doanh nghiệp, khu vực châu Âu, châu Mỹ. Đây là chương trình nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác châu Âu, châu Mỹ Đồng thời cũng là dịp để Bộ Công Thương cập nhật, gửi gắm các thông điệp về chính sách kết nối, trao đổi các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu, châu Mỹ trong bối cảnh cùng hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025 trong bối cảnh được dự báo có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Việt Nam cũng đã có những tiền đề quan trọng để thúc đẩy thu hút đầu tư, phục hồi phát triển kinh tế xã theo bền hướng bền vững. Đó là sự ổn định về chính trị và ổn định kinh tế mô, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội những năm qua cùng với sự thành công của chiến lược vaccine được Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những nước có độ tiêm phủ vaccine cao nhất thế giới, giúp gia tăng năng lực và khả năng dữ khó với các loại dịch để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, bên cạnh những nỗ lực của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Đồng Diên kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các đối tác trong nước và quốc tế, trong đó có đối tác khu vực châu Âu, châu Mỹ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn định, nhiều tổ chức quốc tế vẫn giữ nguyên và hạ nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022, song mức tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn được dự báo từ 5,3% đến 6,5%. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa đưa ra nhận định GDP Việt Nam sẽ phục hồi với mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Có 3 yếu tố chính giúp Việt Nam phục hồi trong năm 2022, đó là công nghiệp chế biến chế tạo, thương mại, đầu tư, dịch vụ. Ngoài ra, giải ngân tăng sẽ thúc đẩy hoạt động xây dựng và các hoạt động kinh tế liên quan. Đánh giá của ADB đang lạc quan hơn nhiều so với các tổ chức khác như Ngân hàng Thế giới World Bank, đưa ra mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt 5,3% sau nhiều lần giảm dự báo, hay ngân hàng HSBC cũng hạ dự báo từ 6,5% xuống 6,2% trước nguy cơ chịu ảnh hưởng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu. Mặc dù có nhiều triển vọng phục hồi, song theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, triển vọng này vẫn bị ảnh hưởng bởi những rủi ro ngắn hạn. Các đối tác thương mại chính của Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại, cùng với cú sốc tỷ giá thương mại, các biện pháp trừng phạt liên quan Đến xung đột Nga-Ukraine, các yếu tố này có thể bị trầm trọng hơn nếu phát sinh biến chủng COVID-19 mới. Bên cạnh đó, phục hồi kinh tế còn phụ thuộc vào tốc độ phục hồi nhu cầu tư nhân trong nước, hiện còn tương đối chậm, thể hiện tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và nhà đầu tư. Trước những rủi ro trên, các tổ chức quốc tế đều cho rằng nếu chính phủ triển khai gói hỗ trợ quyết liệt bằng chính sách tài khóa thì tác động đến tăng trưởng kinh tế có thể được giảm nhẹ. Chính sách tiền tệ vẫn cần nới lỏng nhưng phải tiếp tục thận trọng nhằm kiểm soát rủi ro trong khu vực tài chính. Trong bối cảnh xuất khẩu ngày càng khó khăn thì đa dạng hóa sản phẩm chế biến thay vì chỉ xuất tươi trái cây được xem là giải pháp hiệu quả để chinh phục nhiều thị trường khó tính. Theo cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 849 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi xuất khẩu rau quả thô sụt giảm, sản phẩm chế biến lại có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021 và được ưa chuộng tại thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chỉ riêng 4 thị trường này, giá trị xuất khẩu chiếm 47,7% tổng trị giá xuất khẩu chủng loại sản phẩm chế biến. Chúng tôi là thế mạnh tôi là hàng xuất khẩu rau quả tươi thì chúng tôi sẽ chuyển mạnh về cái hướng là chế biến đông lạnh và chúng tôi sẽ xây dựng những cái nhà máy mà để phục vụ cái việc cấp đông, việc trữ uh, và cái những cái nhà máy mà chế biến những cái sản phẩm ra để chúng tôi có thể tận dụng được cái tối đa cái cái vùng nguyên liệu mình đã có, đã xây dựng bền vững trong nhiều năm qua và chúng tôi sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về vận chuyển cho thời điểm này nói chung là đang rất là khó khăn. Ngoài ra chúng tôi cũng là nâng cao công nghệ bảo quản để có thể là uh, cái những cái mặt hàng của chúng ta hiện nay là đang bảo và thời gian bảo quản thấp á, thì sẽ nâng dài ngày lên kết hợp với lại những công thức để chúng ta có thể xuất khẩu và bán vào những thị trường của trên thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia, để tăng giá trị cho sản phẩm rau quả nói riêng và nông sản nói chung, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, các doanh nghiệp cần đầu tư vào công tác chế biến sâu. Đây cũng là hướng đi bền vững cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Mặc dù có rất nhiều yếu tố đầu vào, tác động giá cả hàng hóa trên thị trường, tuy nhiên các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng nỗ lực bình ổn giá cả hàng hóa để chia sẻ với người tiêu dùng. Theo ghi nhận của báo Công Thương, kể từ đầu tháng 4 năm 2022, nhiều mặt hàng thiết yếu tại thành phố Hồ Chí Minh như trứng gà, dầu ăn đã thiết lập mặt bằng giá mới do ảnh hưởng đầu vào tăng. Tuy nhiên, một số mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn thị trường như thịt heo, gạo đường vẫn được doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối không tăng giá thậm chí các nhà phân phối có mạng lưới lớn như Sài Gòn Cop, Lot Smart, Winmart còn cam kết liên tục thực hiện các đợt khuyến mãi để trợ giá, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí trong bối cảnh khó khăn. Sang giàu lên, bất cứ cái gì nó cũng lên hết. Làm thì hơi khó mà cái gì cũng lên ấy. Ví dụ như những cái thứ mà mình mua bình thường này nó, nó giá nó nó cao vậy. Đó. Những lúc mà giảm giá, người ta cũng mua nhiều lắm. Nó đỡ cho người dân. À, nếu mà có khuyến mãi thì người dân sẽ cảm thấy lợi thì họ sẽ mua rất là nhiều theo như tôi thì tôi cũng đi mua thì tôi thấy nếu mà khuyến mãi thì tôi cũng thích mua à, thường thấy là dầu ăn nè sữa nè rồi à, cà phê rồi xà à, bông rồi nó mấy những cái vụt à, mặt hàng mà tiêu dạ, gọi là tiêu dùng đúng không ạ thì thấy là nó có hay, thường xuyên khuyến mãi theo như, như tôi những mức giá luôn là, lương của tôi đi làm ổn định đó thì tôi cũng tranh thủ mua những cái lúc đợt khuyến mãi tôi nhắm bình ổn được cái mua. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà phân phối tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố đã cam kết giữ giá thêm 2 đến 3 tháng tới cho người tiêu dùng. Sau đó, doanh nghiệp sẽ căn cứ theo tình hình thực tế và có đề xuất với thành phố để điều chỉnh giá phù hợp. Bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp đảm bảo điện cho khách hàng năm 2022 và mùa nắng nóng sắp tới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện và mang lại lợi ích cho khách hàng. Phát biểu tại hội nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện ngày 8 tháng 4, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Bước vào năm 2022, trước tình hình diễn biến thời tiết dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng cực đoan gây gắt, tình hình dịch bệnh dần được khống chế, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng đột biến. Dự kiến công suất đỉnh năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc có thể đạt 16.950 MW, tăng sắp xỉ 15% so với năm 2021. Trong khi đó, việc huy động các nguồn điện gặp nhiều khó khăn như biến động giá nhiên liệu đầu vào, công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc truyền tải điện năng từ miền Nam và miền Trung ra miền Bắc bị giới hạn vì đầy hoặc quá tải, gây nguy cơ mất an toàn hệ thống điện. Các yếu tố trên có thể dẫn đến hệ thống điện miền Bắc có nguy cơ xảy ra thiếu hụt công suất đỉnh vào các giờ cao điểm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng gay gắt khoảng tháng 5 đến tháng 8 2022 vì vậy bên cạnh các giải pháp đầu tư xây dựng kỹ thuật đảm bảo cung cấp điện tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc khách hàng trên nền tảng số tổng công ty điện lực miền bắc sẽ đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện hiệu quả trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm giảm áp lực cho hệ thống theo đó tổng công ty điện lực miền bắc sẽ hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho các khách hàng lớn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho doanh nghiệp và đẩy mạnh truyền thông Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngoài nỗ lực của ngành điện, tổng công ty điện lực miền Bắc mong muốn có sự chung tay vào cuộc của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân với tinh thần đồng hành chia sẻ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chuyển động công thương tiếp theo.